9 loại thực phẩm giúp tăng cường chuyện ấy của chị em, giúp chị em luôn luôn mong muốn, các bác nha, luôn luôn mong muốn hay còn gọi là ham muốn. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HTT3. Và thưa với quý cô bác anh chị, thì không những là nam giới đâu, thì chị em ngoài cái tuổi gọi là tứ tuần hoặc là ngoài 30 trở đi ấy, thì cũng có rất nhiều người gặp phải những vấn đề đó là khô hạn và cái sự ham muốn không còn nữa, đôi khi là không phục vụ được cả chồng mình đó. Và thưa với quý cô bác anh chị, đây cũng chính là cái nguyên nhân khi mà một người đàn ông họ không được thỏa mãn thì họ sẽ tìm ở bên ngoài. Và rất nhiều cái chuyện gia đình tan vỡ từ cái chuyện này. Và trong video này tôi xin được chia sẻ đến các bác nữ, những bác nào cái chuyện đó nó lại giảm đi trước chồng mình, thì các bác hãy thường xuyên sử dụng thêm những loại thực phẩm này sẽ giúp cho các bác cải thiện chuyện đó một cách vô cùng tốt các bác nha. Và đây là những loại thực phẩm rất là sẵn, thậm chí lại còn rẻ tiền. Chỉ cần chúng ta biết cách sử dụng nó thôi, vận dụng nó thôi là các bác có sức khỏe tốt ngay. Và thưa với quý cô bác anh chị, không những cái chuyện đó của bác được cải thiện đâu, nếu như cái chuyện đó của bác bị giảm sút, bị tụt đi, có nghĩa rằng là sức khỏe của các bác đang xuống dốc, đúng không các bác? Vì nếu như một người khỏe mạnh ấy, thì mọi thứ nó sẽ bình thường. Và chỉ khi mà một người sức khỏe có vấn đề thì mọi chuyện nó mới không bình thường mà thôi. Và thưa với các bác, thì trong video này tôi xin được chia sẻ đến các bác những cái loại thực phẩm vô cùng tốt đối với chị em. Và trong phần 2 của video này tôi xin được chia sẻ đến các bác những cái loại cần tránh nếu như những bác nào đã cái độ tuổi đó mà cái sức khỏe đi xuống rồi, thì những cái loại này chúng ta cần phải tránh các bác nha. Và ngay bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng đi vào vấn đề chính của video này. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, thì cái loại thực phẩm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ đến các bác mà kể cả nam giới hay nữ giới đều nên sử dụng, đó chính là hàu, con hàu biển đấy các bác ạ. Vâng, thì nếu như bác nào sử dụng được hàu tươi thì ta sử dụng hàu tươi thì rất là tốt các bác nha. Có thể sử dụng hàu tươi vắt chanh vào là sử dụng luôn. Thứ hai là nếu bác nào không sử dụng được thì có thể sử dụng hàu nấu canh, hàu nấu trứng, hàu tráng trứng, hoặc là những cái món nào các bác biết khác nữa sử dụng, thì cứ sử dụng con này vào các bác sẽ cảm thấy khỏe mạnh trở lại các bác ạ. Loại thứ hai tôi xin được chia sẻ đến các bác đó chính là trứng. Hãy thường xuyên sử dụng trứng các bác nha. Và nhớ hãy sử dụng trứng luộc. Nhớ là hãy sử dụng trứng luộc và luộc lòng đào, sẽ giúp cho những bác nào có chuyện đó đang yếu kém thì chúng ta sử dụng, các bác sẽ tăng cường lên. Và đặc biệt chị em nào khô hạn sử dụng trứng thường xuyên, cái chuyện đó cũng sẽ khỏe mạnh và trơn tru hơn các bác nha. Và thưa với quý cô bác chị, thực phẩm thứ ba đó chính là rau chân vịt. Vâng, rau chân vịt là một loại rau cũng rất là sẵn, đúng không các bác? Nhưng rất ít người biết rằng những loại rau này rất là tốt đối với sức khỏe, và đặc biệt là tốt với sức khỏe của chị em. Nếu như chị em nào chuyện đó mà nó không được như ý thì có thể thường xuyên sử dụng cái loại rau này thì các bác sẽ có chuyện đó nó tốt trở lại các bác nhé. Và thưa với quý cô bác chị, loại thứ tư đó chính là cần tây. Cần tây là một trong những loại thực phẩm mà các bác, đặc biệt là các bác nữ sẽ hiểu và sẽ rõ rất rõ, vì trên truyền thông cũng như là các bác sĩ chuyên khoa sức khỏe luôn tư vấn rằng là hãy sử dụng nước ép cần tây sẽ giúp cho có các bác nữ sẽ có làn da khỏe mạnh và trắng hồng, đúng không ạ? Vâng, quả đúng là như thế. Nếu như sức khỏe của chúng ta khỏe mạnh thì sức làn da mới khỏe mạnh được, đúng không các bác? Bởi vậy mà sử dụng cần tây cũng chính là cái cách giúp tăng cường sức khỏe và tăng cường cái sự mong muốn của các bác tăng lên các bác nha. Và thưa với quý cô bác anh chị, loại tiếp theo đó chính là dâu tây. Dâu tây được cho rằng là một trong những loại quả rất tốt và đặc biệt là tốt với chị em. Thế nên là nếu như bác nào chưa biết thì hãy thường xuyên sử dụng món này các bác nhé. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, một cái loại quả tiếp theo tôi xin được chia sẻ đến các bác. Loại quả này thực sự là không mất tiền các bác nhé. Không mất tiền phải mua gì cả. Các bác chỉ việc là nếu như nhà nào có thì được ra hái thôi. Đó chính là quả sung các bác ạ. Ở miền núi thì quả sung rất là sẵn, và đôi khi là chính ở thành phố quả sung cũng sẵn, vì rất nhiều nhà sử dụng cái cây này để trồng làm cảnh và nó sẽ cho ra trái rất là nhiều. Nhưng các bác lưu ý là sử dụng không nên sử dụng những cái loại mà người ta tiêm hoặc là phun những cái loại chất kích thích, vì đôi khi là những cái cây cảnh á là người ta sẽ phun để cho nó giữ quả cho nó đẹp ấy. Thế nên là những các bác nào mà chưa biết thì hãy sử dụng những cái loại quả này, nhưng nhớ là hãy sử dụng những loại quả có nguồn gốc và sạch sẽ các bác nhé.
Và tôi xin được chia sẻ đến các bác thêm một cái loại quả nữa, đó là quả bơ. Thưa với cô các anh chị, quả bơ là một trong những loại quả rất là sẵn đúng không ạ? Rất là sẵn và rất là phổ biến hiện nay. Nhưng ít người biết rằng quả bơ ăn nhiều sẽ rất là tốt đối với chị em, đặc biệt là tốt với chị em nào khô hạn này và mong muốn cái chuyện ấy được cải thiện này, thì hãy thường xuyên sử dụng quả bơ. Và các bác lưu ý này, nên dùng quả bơ ấy, là ta nên dùng gọt thật là mỏng để sử dụng cái phần vỏ xanh ở ngoài các bác nhá, cái phần bóc cái vỏ thôi. Nếu như bơ chín ấy, là ta chỉ dùng cái tay ta bóc lấy cái vỏ ngoài thôi. Cái chính cái lớp ở đấy bên trong cái vỏ xanh ấy, mà cái lớp màu xanh ấy, thì mới chính là cái lớp có nhiều chất và rất là tốt đối với sức khỏe. Và các bác nào không biết mà gọt sâu, gọt vỏ gọt sâu quá thì bỏ hết cái lớp này đi thì rất là phí các bác nhá. Và một trong những loại nữa đó là những loại gia vị cay nóng, thưa với quý quan chị, như là ớt này, gừng này, tỏi này, những cái loại đồ ăn cay nóng này sẽ, những cái loại gia vị cay nóng này sẽ giúp cho các bác có khí huyết lưu thông tốt hơn. Và thưa với quý quan chị, những cái chuyện ấy hay là sức khỏe của chúng ta nó yếu kém ấy là do cái việc khí huyết lưu thông không tốt. Bởi vậy mà nếu như chúng ta thường xuyên sử dụng những cái loại đồ cay nóng này sẽ giúp cho chúng ta có cái khí huyết lưu thông được tốt hơn. Và các bác lưu ý là sử dụng làm sao nó phù hợp với cơ địa, với sức khỏe của mình thôi, chứ đừng nên sử dụng với những cái người như là bị đau dạ dày hoặc là những cái vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa, nếu như mà chúng ta không sử dụng được các bác nhá. Và thưa quý cô anh chị, các cụ ta xưa nay vẫn có câu nói rằng là đàn bà mà ăn ớt nhiều á là sẽ rất là ghen, đúng không ạ? Và quả thực đó đúng là như thế các bác ạ. Vì nếu như chị em nào ăn được cay á thì khí huyết lưu thông tốt, da dẻ hồng hào, và cái chuyện đó họ cũng sẽ tốt lên. Và dĩ nhiên rồi, họ tốt thì thường họ sẽ ghen hơn, đúng không các bác? Thưa với quý cô bác anh chị, thì sang phần thứ hai này tôi xin được chia sẻ đến các bác những cái loại thực phẩm mà chúng ta cần phải tránh các bác nha. Thì các cụ ta xưa nay vẫn có câu rằng bệnh thì từ miệng mà vào, họa thì từ miệng mà ra. Ý muốn nói rằng chính những cái đồ ăn của chúng ta đưa vào bệnh tật vào cơ thể chúng ta, và những cái câu nói của chúng ta mới đem đến những cái tai họa đến với chúng ta. Vì chỉ vì một hai câu nói mà khiến cho gia đình lục đục, hay chỉ vì một hai câu nói mà làng xóm cãi vã lẫn nhau, đúng không các bác? Vâng, vậy thì những cái đồ ăn của chúng ta cũng rất là quan trọng. Thứ nhất, nếu như các bác muốn sức khỏe mình tốt thì đừng ăn những đồ ăn nhanh các bác nha, hạn chế ngay những đồ ăn nhanh. Thứ hai, đó là những loại thực phẩm đóng hộp, đóng chai. Thứ ba, đó là rượu bia. Thưa với quý anh chị, thì không những là đàn ông đâu, mà tôi thấy rằng rất nhiều nơi và cũng như là rất nhiều người, chị em sử dụng rượu bia lại rất là tốt. Bởi vậy nếu bác nào muốn sức khỏe mình tốt thì đừng nên sử dụng rượu bia nhiều các bác nha. Và thứ tư, thưa với quý anh chị, đó là ngủ đủ giấc. Vâng, nếu như bác nào có cái sức khỏe kém, một khi đã cái giấc ngủ đã không tốt ấy, thì chả mong muốn chuyện gì cả, đúng không các bác? Bởi vậy mà nếu như bác nào có giấc ngủ kém á, là chúng ta phải cải thiện ngay bằng cái cách là thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Hoặc là nếu bác nào có cái bệnh lý trong người á, thì có thể xem ngay trong video, trong những cái kênh của tôi này. Tôi đã chia sẻ đến các bác rất nhiều những cái video chia sẻ về cách chữa mất ngủ. Các bác có thể gõ rằng là HIT3 chữa mất ngủ. Các bác sẽ thấy rằng một list danh sách rất nhiều những cái phương pháp chữa mất ngủ rất là hiệu quả. Đã rất nhiều người mất ngủ có lại được giấc ngủ ngon nhờ vào những video của tôi. Nếu như bác nào chưa biết thì hãy làm ngay các bác nha. Vâng, và nếu các bác cảm thấy video này có hữu ích thì đừng quên hãy chia sẻ nó cho nhiều người được biết. Và nhớ hãy dí vào nút đăng ký nếu như cái nút đăng ký của các bác còn đang hiện màu đỏ, vì tôi sẽ còn quay trở lại với các bác với rất là nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.